Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại channel Tấn Tài Gaming ha. Hôm nay á mình tìm được một cái tựa game có tên là Anime Slayer Simulator. Về cái lối chơi á thì cũng hết sức là thú vị luôn. Anh em thấy nè, mới vừa vào á thì chúng ta sẽ nâng tạ và tập luyện cái điểm sức mạnh. Khi mà đủ mạnh rồi á thì chúng ta sẽ chiến đấu với lại các trụ cột trong bộ anime Kimetsu no Yaiba nha. Anh em thấy đằng kia kìa, có cả âm trụ, viêm trụ, phong trụ đồ các kiểu. Nhưng mà hiện tại mình chưa đủ sức mạnh để đấu đâu, cần phải tập luyện đồ các kiểu nè ạ. Ngoài anime Kimetsu no Yaiba ra thì còn có cả One Piece đồ các kiểu nữa. Nhưng mà chúng ta cần phải đủ sức mạnh mới đi qua được những cái khu kế tiếp, kiểu là như thế. Ôi, nó cho mình 100 điểm sức mạnh nè anh em. Cái này là quà tặng miễn phí, cứ tới thời gian là chúng ta sẽ nhận được. Sẵn tiện đây để nhập code luôn. Wow, được một con bét Inosuke nha, vào trong túi trang bị. Game này á, bét cũng rất là quan trọng luôn, nó giúp cho chúng ta tập luyện nhanh hơn. Cái con Inosuke này thuộc dạng hiếm, nó nhân cho mình tới 1 chấm mấy lần á. Mà phải công nhận một điều nha, game này làm hình dáng của con bét hài vãi ra luôn. Ủa, mình có thể khiêu chiến được rồi nè anh em. Cần có 100 điểm sức mạnh thôi. Tại vì nhân vật này khá là cùi á, chứ tới mấy trụ cột là cần điểm sức mạnh cao. Ôi, cái này đánh có vẻ khá là vất vả nha. Kiểu như là chúng ta phải lít chuột liên tục luôn. Đấy, nếu mà không lít liên tục á thì mình sẽ thua. Hơi bị mỏi tay đấy. Mình nghĩ là khi chơi game này anh em nên tải một cái auto lít nha. Ủa giờ nó chỉ mình đi đâu vậy ta? Ồ, qua mở bếp. Và nó sẽ cần cái tiền có hình cái cúp nha. Tiền này thì chúng ta cứ vào trong kia khiêu chiến. Khiêu chiến thắng thì nó sẽ cho thôi. Ráng kiếm mấy con bét mạnh mạnh nó sử dụng anh em ạ. Nezuko thuộc dạng hiếm 28%. Tính ra nhà bét game này không có hiếm lắm. Cái con mà xịn nhất là 5% á. 5% vẫn còn cao. Có nhiều tựa game họ làm 0,7% mới khó. Rồi, vào trong túi trang bị. Anh em cũng có thể thấy bên dưới là một người chơi chỉ trang bị được 3 con bét thôi. Nếu mà muốn trang bị thêm, thường là anh em phải mua game pass. Ồ, bên đây là cái chỗ mà chúng ta sẽ nâng cấp tạ nha. Đây, cơ bản là mình sẽ xài cái tạ này. Khi mà đủ sức mạnh rồi thì mình sẽ đổi cái tạ khác. Hồi nãy mình còn thấy có cái đồ bịt miệng của Nezuko với lại cái đầu của Inosuke đó anh em. Hai cái món cuối cùng. Nhìn hài ha. Đây có một cái người chơi rất rất là mạnh nè. Mình thấy trang bị bét ở bên khu của One Piece luôn rồi. Không biết bao giờ mình mới qua được bên đó. À quên nữa, game này có cả vũ khí nha. Anh em thấy mình đang cầm là cái cây kiếm cơ bản, rất là cùi bắp luôn. Nếu mà muốn mua vũ khí khác thì chúng ta cũng cần cái loại tiền có hình cái cúp ở phía trên. Đây nè, cho anh em xem. Muôn màng vũ khí khác nhau từ các bộ anime nha. Chẳng hạn như là mấy cái cây vũ khí đầu là trong bộ anime Kimetsu no Yaiba. Đấy, rất là nhiều kiếm của các trụ cột rồi các kiểu. Mình mua một cái cây dao độc nha. Nó sẽ cộng được một tí sức mạnh, có còn hơn không. Quá trời kiếm. Có cả cây kiếm của Moria trong One Piece nè anh em. Gậy vàng của chúa trời. Yoru của mắt diều hâu. Rất là nhiều loại vũ khí luôn. Nhưng mà hiện tại thì mình chưa đủ tiền để mua mấy cái cây đó đâu. Nên là xài đỡ cái cây dao độc đi. Mình mới vừa mua nè. Cũng là vũ khí của trụ cột chứ giỡn đâu. Trùng trụ. Để lại coi thử coi cần bao nhiêu điểm sức mạnh để mình khiêu chiến trùng trụ nè. 1k. Vậy là mình cũng sắp đủ rồi đó. Hiện tại cái điểm sức mạnh của mình là 700 mấy 800 rồi. Đứng tập luyện tí nữa là mình có thể vào khiêu chiến. Ê, mình mở được cái trứng 125 tiền nè. Mình nghĩ chắc là nó sẽ mở ra bét khá là mạnh đấy. Chơi luôn. Trời ơi, mở ra con bét cùi nhất nữa chứ, 55%. Ui mà nó nhân nhiều nha, 4.5. Trong khi mấy cái con kia chỉ có 1 chấm mấy thôi. Mà cũng đúng, mình mở cái trứng nó mắc quá mà anh em, nên là bét nó cũng phải mạnh chứ. Rồi ok, tập luyện tiếp. 1k điểm sức mạnh rồi nè.
chuẩn bị đi lên khiêu chiến trùng trụ hơn em ạ. Không biết là tập luyện cái điểm kiếm này chúng ta sẽ được cái gì ha. Anh em thấy nè, cái điểm kiếm nó sẽ riêng với lại cái điểm sức mạnh. Mà thôi kệ đi, để mình lên phía trên khiêu chiến chứ. Mấy thanh niên kia mạnh quá rồi anh em ạ, nâng được chiếc xe luôn. Mình thì chưa tới đẳng cấp đó, vẫn còn rinh mấy cái tạ cùi cùi. Chuẩn bị lít chuột nha, chiến đấu lại trùng trụ. Trời ơi, cái này á, theo mình thấy càng ngày nó càng khó đó. Tại vì anh em biết sao không, lúc đầu mình đấu được cái con đầu tiên nhấn phải lắm, kiểu như nhấn nhẹ nhẹ thôi cũng thắng được. Bây giờ tới trùng trụ thì có khó lên dần rồi. Còn đây là âm trụ, thử coi có vào đấu được hay không. Y vẫn được nè, chiến thôi chứ chờ đợi gì nữa. À, tuy là vào chiến đấu được, nhưng chỉ có điều là sức mạnh của mình không đủ nên là chắc chắn sẽ thua, lít chuột không lại. Vậy là phải đợi đủ 10k sức mạnh mới vào chiến được tiếp. Trong tập ngày hôm nay mình quyết định là phải đánh bại được toàn bộ trụ cột ở cái khu vực này và tiến tới cái khu tiếp theo mới ngừng clip nha. Nhìn thì có vẻ khó vậy thôi, chứ chơi khoảng tầm nửa tiếng 1 tiếng thì easy anh em ạ. Cứ đứng tập luyện chứ đâu có làm gì nhiều phải không nào. Đó, đổi được cái tạ tiếp theo. Một bậc nữa thôi là mình sẽ rinh được chiếc xe nha. Giống như là cái bạn kia cần 7k5 điểm sức mạnh. Trời ơi, lên cũng nhanh mà. Ok, sau khoảng tầm 5-10 phút á, thì mình cũng đã gần được 10k điểm sức mạnh rồi. Đó, đủ luôn. Có thể vào khiêu chiến với lại âm trụ. Với lại là mình cũng đã chuyển sang tập chiếc xe nè, chứ không phải là rinh mấy cục tạ giống là lúc đầu nữa nè ạ. Quá trời quà luôn, để mình nhận cho hết. Rồi, ok. Hình như là nó cho mình cái bình mà boost cái điểm sức mạnh nữa đó anh em. Từ từ một hồi sử dụng sau. Vào khiêu chiến âm trụ đi. Trời, đúng thiệt là khó hơn anh em ơi. Bây giờ phải nói mình đang lít chuột liên tục luôn á. Trời, mỏi tay quá. Chắc là tới cái con viêm trụ mình phải bật cái auto lít lên. Chứ như thế này không ổn rồi. Đích muốn hư con chuột luôn á. Viêm trụ thì cần tới 100k điểm sức mạnh. Nhìn thì có vẻ nhiều á, nhưng mà với mình hiện tại nha là tập luyện cũng nhanh rồi, nên không sao. Để mình đổi sang cái đồ bịt miệng của Nezuko sử dụng nha. Đấy, nhìn bựa thiệt chứ. Còn cái đầu của cái thằng Inosuke thì cần tới 212k điểm sức mạnh. Cái đó thì phải từ từ rồi anh em ơi. Đã tập luyện được 100k, bây giờ vào khiêu chiến thôi. Định là dùng auto lít á, nhưng mà từ từ để mình thử coi đánh lại viêm trụ hay không. Ui khó nha. Chết rồi. Cái con viêm trụ nó mạnh quá anh em ơi. Mình đang nhấn hết sức luôn nhưng mà cũng không có lại. Cái phần màu đỏ nó đang chiếm màu xanh của mình, phải tăng tốc hơn nữa. Đó, gỡ lại liền chứ. Nhưng mà công nhận mỏi tay kinh khủng luôn á. Thôi thôi, mình quyết định rồi anh em ạ. Một hồi đấu lại cái thằng phong trụ, mình sẽ lấy cái auto lift ra xài nha. Ui ui ui. Lo nó chịu anh em tí, cái lóng màu đỏ nó lấn áp mình nữa rồi kìa. Từ từ để mình tập trung tí nha. Khó vãi là luôn á. Cái này nhấn bình thường sao nhấn cho lại ta. Mới có viêm trụ còn còn lại phong trụ rồi các kiểu nữa. Trời ơi, cuối cùng cũng thắng được. Nhấn muốn rụng cái tay luôn à. Chơi game này một ngày chắc là hư luôn con chuột anh em ạ. Hay là mình phải tập luyện cho cái điểm sức mạnh nó cao hơn nữa thì nhấn nó sẽ dễ ta. Có thể là như thế á. Tại vì anh em biết sao không, mình đang 100k sức mạnh nè, viêm trụ cũng 100k sức mạnh, nó ngang nhau mà, nên là chúng ta nhấn sẽ khó. Còn nếu mà chúng ta chẳng hạn như tập lên 150k đi, mà đi đánh với lại viêm trụ 100k thì nó sẽ dễ hơn. Chắc vậy á. Hên quá em ạ, mở trúng được cái con bé khá là xịn nè. Bây giờ tập luyện cũng ngon hơn. Một lần 642. Chắc là anh em đợi đi, khi nào mình gần đủ để mà đánh được phong trụ á, rồi quay clip cho anh em xem tiếp.
Chứ nói chung đứng coi mình tập luyện như thế này thì cũng không có gì ha. Hiện tại á, là mình đã dư điểm sức mạnh để đấu lại phong trụ. Nhưng mà anh em đợi một tí đi, để mình tập lên 450k luôn, cho nó hơn cái điểm sức mạnh của phong trụ. Một hồi vào mình lít có khi nó sẽ dễ hơn. Lần này mình sẽ xài tới auto lít nha anh em. Không tin là chơi không lại phong trụ. Nhưng mà trước tiên thì cứ lít bình thường xem thử như thế nào. Lít bình thường thì cũng ổn á. Nhưng mà theo mình thấy rất là khó để ăn được phong trụ nha anh em nhìn nè. Cái lóng màu xanh với lại lóng màu đỏ nó ngang ngang nhau à. Chẳng lẽ giữ về hoài. Trời đang mỏi tay rồi nha anh em. Không được không được không được. Đợi tí để mình mở auto lít lên chơi thôi. Ui ui ui. Nó lấn mình kìa. Anh em thấy chưa? Mở auto lít lên là mình chiếm thế thượng phong ngay. Nhưng mà cũng hơi bị khó nha, chứ không phải là bật auto lít lên là mình thắng liền đâu. Anh em nhìn kìa. Đấy. Phải vậy nếu mà đỡ mỏi tay không? Nhấn bình thường chắc gãy cái tay luôn quá. Phải chơi tới auto lít là anh em hiểu rồi. Bây giờ mình sẽ kiếm khoảng tầm 15k tiền hình cái cúp nha em. Phải đủ 15k thì mới mở phá và đi qua được cái khu vực kế tiếp. Ở cái chỗ cánh cổng dịch chuyển nó có để như thế. Chắc phải khiêu chiến khoảng tầm mấy chục lần gì đó. Mà không sao. Bây giờ mình đâu có chơi nhấn bằng tay nữa, mình chơi auto lít thẳng tiến. Chắc chắn là không có gì cực khổ rồi, chỉ cần ra ngoài nhấn nút E đi vào thôi. Sau khoảng tầm 10 phút thì anh em thấy mình đã có 17k tiền. Bây giờ chỉ có việc là mở phá để đi qua cái khu kế tiếp. Đây, cánh cổng dịch chuyển nè, nó có để. Ủa, vẫn là khu vực của bộ anime Kimetsu no Yaiba. Để lại coi cánh cổng dịch chuyển cái anh em. Rồi ok. Kế tiếp sẽ là tổng bộ hải quân trong One Piece nha. Vậy là chúng ta cần phải chinh phục thêm một cái khu vực này nữa. Con boss đó chính là người sử dụng hơi thở mặt trăng. Nói chung á, lúc đầu là chúng ta đấu với lại các trụ cột. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đấu lại bên phe quỷ nha. Sao không có Muzan ở đây ta? Đáng lý con boss phải là Muzan mới hợp lý. Anh em thấy đúng không? Mà thôi, chắc là tới đây cũng được rồi á. Hồi nãy giờ chơi cũng khá là lâu rồi, mình cũng đã qua được cái khu vực mới. Lần sau thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại, có gì hay ho hơn mình sẽ quay clip cho anh em xem tiếp. Còn bây giờ thì bye anh em.